cắm hơi sâu quá nhỉ, lụt Hello, xin chào Lâm, chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nọ có ba hỏi mồi ủ câu chấm đan không, thì em trả lời là mồi ủ này phải có ốc với câu chấm đan nha các bác nhá. Nhưng mà đây giới thiệu các bác cái loại này, đây là mồi tinh bột ốc các bác này. Mồi này là được khoảng một cụ ủ cho đấy. Hôm nọ em vác ra sông trộn mấy lại mồi ủ này được 6 em chấm chấm đen, tí em cho các bác xem một đoạn cuối video 6 em chấm đen. Thì ra sông câu thì chấm nó không được to lắm, đấy thì câu được tuần con, còn to nhất được cân rưỡi mà được 6 em nhỉ. Toàn chấm đen không có đô phi nhá. Đấy, rất là phê. Đây cho các bác xem cái này bột này. Mình cũng không biết cái thể loại này, nó là thể loại gì. Đấy, màu thì hơi vàng vàng các bác này. Đó, thì hôm nay ra xem thì thấy củ giật được 2 em. Thế bảo bác có cho ốc không? Thì bác bảo là không ốc, bác chơi cái loại này. Thế em mới xin thử. Để thì hôm sau đi câu ra, bác xong câu thì cũng được 6 em liền. Mà hôm nay cũng nói chung là cũng rất là may mắn. Đấy, các bác bỏ mùi nó như mùi ốc luộc ấy. Đấy, thì em cũng không biết cái này người ta làm kiểu gì. Thì nào qua nhà bác sẽ hướng dẫn. Thì em xem cái tình chế của các bác ấy. Đấy, thì bác có nói qua đây là cái loại về tạo hương ốc nhá. Đấy, cái này tạo hương ốc xong rồi cho còn những cái này là bột phụ gia này. Đấy, có một loại mùi tạo hương ốc thì không biết là mua ở đâu để mai em sang em tham khảo. Đó, thì em phối mồi này. Mồi rất là hay. Tí cho xem cái đoạn mà câu toàn chấm ấy. Mà chưa gặp con nào to, hôm nãy em câu gần bờ nên không câu xa bờ nên chưa gặp em nào khủng ạ. Đấy à. Mồi ủ bác ơi. Đây cũng là đợt cuối bài mồi ủ của em này. Cuối bài ủ để sắp hết rồi, nào lại ủ mẻ mới. Chắc là sang tuần này ủ mẻ mới. Mùi rất là thơm, chua chua thơm thơm. Mới đầu bác bỏ ra thì mùi nó không thối đâu, gọi là nó rất là chua thơm, nhưng mà không hiểu sao mình cứ bóp vào tay để ngoài không khí một thời gian thì cảm giác là mùi nó cứ chua mãi mà nó khó chịu ấy. Đấy. Mai chủ nhật thì cũng bác đi đánh nên là em chấm đèn nữa, nọ câu rất là may mắn. Đấy, trời nó cũng đẹp quá. Hôm nay là đang trời đông, nó có tim nắng ấm ấm ấy. Ổn đấy, hàng xóm cắt ổn đấy. Đấy, cái này là cái tạo hương ốc này. Bây giờ mà các bác là cứ đi đập dập ốc xong rồi nuột co qua, hoặc là cho cái loại cắm hoặc là gạo rang nó nóng nó chảy rớt ra đấy, thì mùi nó y hệt cái loại mùi này. Chứ em cũng câu ốc kiểu vậy mà không biết này người ta tạo nó kiểu gì mà hay thế mới. Thì nào này em có bảo các bác rồi, bác ấy rồi, nào bác hứa bác sang cho xem làm quy trình cái loại gia vị này. Thì nào cho các bác xem. Đấy. Là nhiều kiểu vị não thành có cái loại rất hay, họ câu và họ nghiên cứu ấy, ra nhiều loại bằng muối rất là hay. Xin mãi mới được. Đấy các bác này, cái này mùi nó rất là lan tỏa. Một nửa này mà các bác đi đánh ổ lục cái phê thôi rồi luôn. Đấy, cho bác xem cái này. Zoom kỹ quá nhá. Đấy, những cái màu vàng vàng này nó chỉ là phụ gia thôi. Nó bác hôm nay bác bảo em mà nó chỉ có một cái nửa nhỏ nhỏ thôi mà mùi rất là nọc của mùi ốc. Đấy, đây là bác tạo thêm phụ gia. Cái này bác nghiền từ cái loại gì ra biết để tạo phụ gia cho nó mình độ mà cho nó được nhiều. Thì video tiếp theo sẽ hướng đến, sẽ sang nhà các bác ấy làm trực tiếp cho bác xem nhé. Mà không biết là bằng người bác ấy có chịu chia sẻ trên mạng không ấy, rất là khó khăn. Thế thì xin là một ít thôi. Một nọ test thử rất là ok. Thế hôm nay về lại chạy sang xin. Tuy là hôm nay em câu chấm đang rất nhỏ, câu gần bờ mà. Nhưng mà được hàng chấm đèn nó dễ khỏe thích thật đấy. Đấy, nghe mình chưa? Đấy. Đúng là mùi kiểu mùi ốc luộc ấy. Đi qua hủy luôn. Nhưng mà nó mùi nó gọi là nó đậm hơn.
đậm hơn cái mùi ốc luộc của mình. Em đánh mùi ủ chua không thì chưa cho nên chấm đen à, nhưng mà cho thêm cái omelet điện này, thấy bác câu thử đi, em về em xin được một omelet, xin được có mấy thôi, trộn mấy cái mồi này, ủ này, quánh cái lên ngay, mày không gặp Rofi nhé, lấy câu đặc biệt là không gặp Rofi tải. Nói chung là đi câu nó cũng là may mắn đấy, nhưng không mày thấy thôi. Ui, nó hơi mờ nhỉ, chưa 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 đến cho bác xem đấy. Thế bác ơi, vàng thơm, mùi chua chua thơm của nhé. Đánh cái này phê thôi rồi, đánh cái này đánh ổ thôi bác ạ. Các bác nào đi săn hàng ấy thì đánh lục đánh ổ, chứ còn câu đơn này em thật là bác là còn chấm đen nó quấy kinh lắm, thì đít chỉ đất cơ cá của 2-3 cân thì mình câu đơn thì có giờ mình chơi loại dây to đâu đúng không, câu thiên nhiên toàn loại nhỏ nhỏ nên bắt cá bình thường đấy. Mẹ chấm đen nó tinh ăn lắm, nó không vào bờ mấy đâu. Hôm nay em đánh gần bờ toàn được cá loại 1,5 cân, cân 6 con, còn to nhất là có 1,5 cân. Ý, nó là phê ý coi nhá, có 2 gia vị nguyên liệu thôi, mùi đẹp thơm đúng không, thơm không ý, vợ em có bảo thơm mà cứ tưởng ốc luộc bò này đấy. Ý, các bác nhìn nhá, các bác nhìn này đấy, tức là tôi thảo phê thôi rồi. Nên anh em nào đánh lục hồi vụ chơi cái loại này thì đỡ phải đi làm ốc làm gì nhá. Mình có một lượng mồi ủ thật là nhiều, xong mình hòa trộn thêm cái này khoảng một lượng nữa, thế là mình có một ổ mồi ngon ngay. Chứ mà các bác đập ốc mới chở thì không nhỉ, ốc nó rất là nặng nhá, và cái hương lan tỏa của ốc nó không bằng cái loại này đâu đấy. Để mai em sang đàm phán các bác, các bác làm mồi quy trình này đầu tiên để quay các bác xem, nhưng mà phải đàm phán được cơ, bởi cái bí quyết của người ta ít khi ta chia sẻ, nên là khó khăn nhé, không phải là ai người ta cũng chia sẻ cho đâu, nên em mới xin được thôi. cũng không biết là người ta có đồng ý để chia sẻ bài mùi hay không, nhiều bác quá không nói đâu. Ngày mai sang đàm phán, chủ nhật ngày mai sang đàm phán được thì đăng cho anh em xem nữa, phê đúng mùi không, như kiểu mùi uống được em nhỉ, nhỉ thơm không, chua. Nó ủ chua, nó chua thôi. Còn cái kia không như mùi ống luộc luôn đấy. Rồi, cho anh em xem cái đoạn mà em đang xông câu được chấm đen nhé. Này bác, mồi chấm đen ta đánh ngoài sông được con cá nào các bác ơi? Ui. Thôi sao rồi, con này. Chết. Ui, to lắm. Ui giời, không mà mất. Lại kéo luôn cả cái kia. Kéo đi, vừa nó. Đây ha. Rồi. Con to nhất rồi. Ông mất tay nhá. Này nó đóng mà đau lắm. Mấy tao con voi bỏ hay đâu cần. Mày cắm hơi sâu quá nhỉ. Lụt. Lụt rồi. Đây. Lụt rồi. Mồi cho người đánh chấm đen hay phết nhỉ. Tính làm gì? Con đâu? Ai hiểu? Ôi, vớt. Này nó phải to gấp thêm được gấp 5-6 lần nữa đúng không trời? Nhiều lần. Ôi, móc vào kia. Đéo móc vào tay. Đeo găng vào cho chắc. Cái... Này.
này nhỏ quá. Úi giời, múc 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 đi em. Nói là ông này trong cái bài mùa đánh hay phết nhỉ, mai sang xin nữa phải đánh.